Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ phượng đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng người trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mê-si-a gọi là Đức Ki-tô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giê-xu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải là vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa được nghe một đoạn tin mừng rất dài kể lại việc Chúa Giêsu trò chuyện cùng một người phụ nữ Samari. Đây là một trình thuật khá quen thuộc với chúng ta, và con nghĩ ai cũng có thể tóm tắt lại câu chuyện này. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, nói là quen như vậy, thế nhưng nếu hỏi rằng có ai biết tên của chị này là gì không, thì đảm bảo không ai biết hết. Mà nếu không biết như thế thì cũng đúng thôi, bởi vì Thánh Gioan không ghi nhận lại cái tên của chị. Điều mà thánh nhân ghi nhận chỉ là 2 chuyện sau đây. Thứ nhất, chị là người Samari, và thứ hai, chị đã có 5 đời chồng
và hiện đang ở với người thứ sáu, nhưng cũng không phải là chồng của chị. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng Thánh Gioan sơ suất trong khi soạn đoạn tin mừng này? Hay phải chăng Thánh Nhân chỉ để ý đến những vụ bê bối tình cảm trong cuộc đời của người phụ nữ Samari chăng? Thưa, không phải như vậy. Thánh Nhân không vô tình chút nào. Nhưng ngược lại, Ngài có ý ghi nhận những chi tiết này là để cho chúng ta có thể hình dung được tình trạng của người phụ nữ Samari trước khi gặp Chúa Giê-xu. Thánh Nhân kể rằng, khi Chúa Giê-xu đang ngồi bên bờ giếng Gia-cốp để nghỉ mệt, thì có một người phụ nữ Samari đến lấy nước, và lúc này là vào khoảng 12 giờ trưa. Thưa cộng đoàn, 12 giờ trưa thì không phải là giờ để lấy nước. Theo thói quen của những người dân sống trong thành Samari nhỏ bé ấy, thì giờ lấy nước là vào buổi sáng hoặc chiều tà, khi trời dịu mát, chứ không phải vào lúc giữa trưa nóng nực thế này. Và với chi tiết nhỏ bé ấy, Thánh Gioan đã đưa chúng ta đi vào một khung cảnh cằn cỗi và cô đơn, nơi đó chỉ có một mình người phụ nữ Samari, một người đang bị đồn thổi, bị hiểu lầm và bị người khác xa cách. Điều này cũng dễ hiểu thôi, thưa cộng đoàn. Cứ thử tưởng tượng mình đang ở bên bờ giếng Gia-cốp cùng với những người hàng xóm thân thiết đến để lấy nước, thì giả như có một người nhắc đến người phụ nữ Samari hôm nay, thì ngay lập tức một hội nghị bàn tròn sẽ được diễn ra để mổ xẻ đời tư của chị. Sẽ bắt đầu có những lời đoán già, đoán non, và thậm chí có cả những kết luận hết sức võ đoán nữa. Vậy đó, thưa cộng đoàn, rất nhiều khi chúng ta dễ phán xét người khác qua một chút thông tin ít ỏi về người đó. Đối với người phụ nữ Samari đã từng có 5 đời chồng hôm nay, chúng ta thường dễ bị con số 5 làm cho quên đi điều này là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc ấy, chứ không phải chỉ do một nguyên nhân duy nhất, đó là chị là một người không đàng hoàng. Như chúng ta đã biết, trong xã hội thời Chúa Giê-xu lúc bấy giờ, người phụ nữ có rất ít quyền trên cuộc đời của mình. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông. Với quá khứ 5 đời chồng của chị, thì rất có thể những người chồng trước của chị đều yểu mệnh và chết sớm, hoặc rất có thể chị bị cả 5 người bỏ rơi. Chúng ta biết rằng chỉ có người đàn ông mới được phép ly dị vợ. Có những cuộc ly dị chính đáng, thế nhưng thường thì không như thế. Chính vì vậy, xin đừng vội phán xét người phụ nữ tội nghiệp này, bởi vì 5 đời chồng đó rất có thể là 5 nỗi đau hay 5 bi kịch của cuộc đời chị. 5 lần đó những tưởng có thể làm thỏa cơn khát yêu thương, nhưng rốt cuộc chỉ làm cho chị thêm khát mà thôi. Và thưa cộng đoàn, nếu nhìn sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cơn khát của người phụ nữ Samari cũng chính là cơn khát của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, phàm là con người, ai cũng muốn được nhận biết và yêu thương. Thế nhưng bên cạnh đó, mỗi người đều mang trong mình cả một bầu trời quá khứ mà có khi không bao giờ dám để cho người khác biết. Bởi vì có thể họ biết, nhưng có thể không hiểu được. Biết mà không hiểu chỉ khiến cho đời ta thêm rối bời mà thôi. Và vì vậy, ta không dễ để bộc lộ hết con người của mình. Và kết quả là mỗi người đều có những bờ giếng Gia-cốp riêng, vừa để làm dịu những cơn khát từ trong sâu thẳm tâm hồn, vừa để chờ đợi một ai đó có thể đón nhận được tất cả con người của mình. Và may mắn thay, con người ấy đã xuất hiện. Giữa một khung cảnh ngột ngạt và bức bối của những khao khát nhưng cũng lại rất sợ hãi ấy, có một người đã lên tiếng, hãy cho tôi uống. Và đó là Chúa Giê-xu. Kính thưa cộng đoàn, trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu xuất hiện trong tư thế của một người khát nước. Và đây cũng là lần xin nước uống hiếm hoi của Chúa Giê-xu trong tin mừng Gioan.
sẽ còn một lần nữa Chúa Giêsu xin nước uống. Thế nhưng lần đó sẽ không như lần này mà còn khủng khiếp hơn. Đó là lúc Chúa Giêsu xin uống nước từ trên thập giá. Thứ nước lúc đó không phải là nước giải khát mà là giấm chua, biểu tượng cho tất cả những gì là chua chát, là phản bội, là những góc khuất đen tối của con người. Liên kết cả hai lần xin nước này, chúng ta mới thấy được hình ảnh của một vị Thiên Chúa cũng đang khao khát được nối kết yêu thương với con người, đến nỗi sẵn sàng đón nhận tất cả những bi đát trong cuộc đời của họ. Và đó là cái giá của tình yêu, thưa cộng đoàn. Để phá bỏ sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với con người, thì chính Thiên Chúa đã phải đánh đổi sinh mạng của người con một mình là Chúa Giêsu Kitô. Cây thập giá dương cao giữa đất trời vừa là thanh gươm phá bỏ những hàng rào cách ly đầy gai góc, và cũng vừa là chiếc cầu nối giữa đất và trời, giữa nhân gian với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Vâng, nhờ cơn khát đó của Thiên Chúa mà nhân loại được mãi mãi thoát khỏi cơn khát tình thương và sự nhận biết. Và hãy nhìn xem, khi được thỏa mãn cơn khát thâm sâu đó, người ta được biến đổi kỳ diệu thế nào. Với người phụ nữ Samari thì ngay lập tức chị trở nên tràn đầy sức sống, để rồi dám vứt bỏ chiếc vò cũ kỹ đựng nước, rời khỏi bờ giếng Gia Cớp mà mình vẫn giả đến giải khát hàng ngày, để đi vào thành loan báo về Chúa Giêsu. Và có một chi tiết nhỏ trong lời loan báo của chị mà nếu chúng ta để ý sẽ thấy rất tuyệt vời. Chị nói: "Hãy đến mà xem, có người đã nói với tôi tất cả những việc tôi đã làm." Vâng, chị đã dám công khai với mọi người quá khứ của mình giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ hiểu lầm, bởi vì đã có một người dám đón nhận tất cả những quá khứ ấy trong mức độ thấu hiểu thâm sâu nhất. Vậy đó, khi người ta được thỏa mãn cơn khát tương quan yêu thương với Thiên Chúa, thì người ta cũng đủ sức vượt qua những cách ly giữa con người với nhau và trở thành những chứng nhân của tình yêu, dám đón nhận tất cả. Kính thưa cộng đoàn, như con đã trình bày, mỗi người đều có một bờ giếng gia cốc. Đó có thể là nhiều thứ, chẳng hạn tiền bạc, công việc, danh vọng, bạn bè, người yêu, vân vân. Thế nhưng những bờ giếng ấy sẽ không bao giờ đủ. Chỉ có bờ giếng Giêsu mới có thể thỏa mãn trọn vẹn cơn khát của chúng ta. Hãy đến với bờ giếng Giêsu để lãnh nhận nguồn nước hằng sống, và hãy dùng nước ấy mà tưới gội mảnh đất tâm hồn của mình vốn đang bị khô cằn do những sợ hãi, cô đơn và thất vọng. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em, trong những ngày phải đối diện với nạn dịch khủng khiếp này, chúng ta được dồi dào sức khỏe và đừng ngã lòng cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy biết nhìn cơn đại dịch này bằng ánh mắt đức tin, và hãy tận dụng nó như một cơ hội để loại bỏ những khác biệt gây chia rẽ và hướng về sự hiệp thông sâu xa giữa con người với nhau, giữa con người với Thiên Chúa, ngõ hầu tìm thấy được nguồn sự sống đích thực. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và toàn thế giới.